Dibble and dabble a little bit more, you know what I'm saying? Yeah. Alright, so. Conscious. Woo! When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Hello mọi người. Hôm nay là buổi đầu tiên mình chụp hình và bắt đầu cho Meet and Greet. Đây là chị Milo Mai Loan. Đây là ai? Tên Nguyễn. And some sawfish. Breakfast in the morning, making waffles and some sausage. Girl, you blow my mind like a Nintendo game cartridge. And when I'm not around, yeah, I think about you often. Sometimes I need my space, cause I don't like the fall shit. Took you on vacation, had you swimming with the dolphins. Living in a barrel, now we got our own apartment. Used to be scared that some probably walking like, oh shit. But planting flowers in your garden. I know y'all told you one day we'll be ballin'. The girls, they be swarming. I'm just trying to make sure that you all in. So tell me if you want it. Yeah, tell me if you want this. Yeah, tell me if you want it. Tell me if you want this. Yeah, tell me if you want it. Yeah, tell me if you want this. Yeah. From prom dates to calm days to trips that last a lifetime, to being on and off, feel like we really trying to buy time. From sneaking round state to state, driving in them white lines, to sharing our own bed, sleeping with you at the nighttime. Roof over our heads, you the queen inside this kingdom. Cooking with you in the kitchen, our song, come on, then we sing one. Back and forth like ping pong, I'm in love with your wisdom. I always told you soon. Bọn mình đã chụp đến concept thứ 2. Và đang đổi layer tóc. Dibble and dabble a little bit more, you know what I'm saying? Yeah. I so conscious. Woo! When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart. Cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love the star shit. Took you to my crib, eating ackee and some sawfish. Breakfast in the morning. Hello, xin chào mọi người, mình là Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Cho những bạn chưa biết thì sắp tới là Meet and Greet đầu tiên của mình. Thật ra trước đây thì mình cũng đã có một cái Meet and Greet nhỏ nhỏ rồi, nhưng mà lần đấy mình collab với nhãn hàng. Và lần này thì mình là tự tổ chức tất cả mọi thứ nên mình rất là hồi hộp và kiểu lo lắng ý. Nhưng mình nghĩ là cái thời điểm mà mình up cái video này thì mình đã xong xuôi cái sự kiện đấy rồi. Và mình sẽ có cả vlog ngày hôm đấy nữa, nên là mọi người hãy đón chờ sau cái vlog này nhé. Và bây giờ là những ngày cuối cùng nước rút để mình có thể hoàn thiện những việc còn lại cho Meet and Greet rồi. Mọi thứ thì mình đã chuẩn bị và lên kế hoạch khá là hòm hòm rồi, khá là ổn rồi. Nhưng mà tâm lý của mình thì không mọi người, kiểu mình rất là lo lắng, xong rất là hồi hộp ấy. Kiểu không biết mình làm có tốt không, không biết có sai sót gì không. Rất là nhiều cái lo lắng nên là đầu óc của mình thời gian gần đây thì nó khá là căng ấy. Và trong tuần này là giai đoạn nước rút mà, nên mình sẽ hoàn thiện những việc còn lại. Và một trong những việc còn lại chính là mình phải đi làm cái bộ móng này mọi người ơi. Vì cái móng này của mình hiện đang rất là kinh. Nó đã dài mà nó còn gãy nữa. Và mình muốn Meet and Greet của mình một bộ móng tay tử tế và tươm tất nhất. Và hôm nay thì mình sẽ đi làm móng này. Và mình sẽ đi một vài việc linh tinh để chuẩn bị. Và bây giờ thì mình sẽ make up để đi ra ngoài. Và cái make up lúc ngày hôm nay thì cũng là daily make up lúc của mình trong thời gian gần đây luôn. Và bước đầu tiên không thể thiếu chính là kem chống nắng. Trước đây thì mình hay bỏ qua cái cảnh quay là mình bôi kem chống nắng. Và có những bạn không biết tưởng mình bỏ qua bước kem chống nắng luôn. Nhưng mà không mọi người ơi, không thể nào bỏ qua bước kem chống nắng được. Tại vì cái này rất rất quan trọng. Và đến bản thân mình còn thấy mình hơi ám ảnh với kem chống nắng cơ. Nhưng mình nghĩ là cái việc đấy nó cũng nên ý. Tại vì kem chống nắng bảo vệ da, những cái tác hại xấu nhất lên da của mình. Nên là không thể nào quên chống nắng đâu mọi người ơi, rất rất quan trọng. Và hôm nay mình sử dụng kem chống nắng Brightening Up Sun của Dr. G. Và ngoài kem chống nắng này thì mình còn được thử cả sản phẩm nước tẩy trang hay là sữa rửa mặt. Để một xíu mình lấy cho mọi người xem. Đây mọi người ơi, ngoài kem chống nắng thì mình đang sử dụng cả nước tẩy trang và sữa rửa mặt này của Dr. G nữa. Ba cái sản phẩm này là ba cái sản phẩm mà mình đang rất là ưng cái bụng, nên là mình sẽ review chi tiết cho mọi người. Và hiện tại thì mình chỉ cần dùng kem chống nắng bây giờ thôi, nên mình sẽ review cái này trước. Và khi nào mình tẩy trang thì mình sẽ review hai cái này cho mọi người xem nhé. Kem chống nắng này thì là kem chống nắng lai giữa vật lý và hóa học. Nhưng mọi người cũng biết thì kiểu vật lý hay là hóa học đều có những cái ưu nhược điểm. Nhưng mà với những cái sản phẩm lai như thế này, nó giống như một loại kem chống nắng tối ưu hóa hơn cho chúng mình ý. Và trước khi sử dụng thì mình sẽ nói những cảm nhận của mình và tại sao
sao mình lại bảo mình đang rất là ưng cái những cái sản phẩm này. Những cái yêu cầu mình đặt ra khi mà mình chọn một kem chống nắng thì cái này đều đạt được hết mọi người ạ. Ví dụ như là không bết dính này, không bết không dính, không bị vệt trắng này, nhanh thẩm thấu này, cuối cùng là không quá nâng tông. Ở đây thì vẫn có ghi là tone up, nhưng mình thấy cái tone up của cái này nó rất là tự nhiên, chỉ tạo cho cái da của mình nó có một cái lớp blur rất là nhẹ thôi. Và cái sản phẩm này đem lại cho mình một cái finish mình rất là thích. Và sau khi những cẩn thận rồi thì bây giờ mình sẽ apply cái sản phẩm này cho mọi người nhìn kỹ hơn. Và có một điểm đặc biệt nữa, đây chính là sản phẩm này còn chống ánh sáng xanh. Ngoài những thành phần chính thì sản phẩm còn có chiết xuất từ pinocchio, từ vỏ cây thông, giúp chống oxy hóa mạnh mẽ này, bảo vệ da tốt hơn. Và có cả chiết xuất rau má, hoa sơn trà và tinh dầu hạt nho giúp làm dịu da và cấp ẩm. Cái lượng kem chống nắng mà mọi người khuyên dùng thì chính là bằng một cái đồng xu. Mình thường hay đo bằng cái ngón tay này. Mình sẽ gần như là phủ kín được cái đốt ngón tay. Khi mà mới thoa đều như thế này thì mọi người vẫn cảm giác là nó hơi trắng trắng đúng không? Nhưng mọi người chỉ cần vỗ một lúc thôi là nó sẽ tiệt vào da mọi người luôn. Và nó sẽ ráo luôn ý, nó không kiểu cảm giác là nhớt nhớt hay dính dính đâu. Cảm giác rất là dễ chịu luôn ý. Nó bắt đầu ráo dần rồi mọi người, cảm giác rất là dễ chịu. Dễ tán này, nhanh thẩm thấu này và không biết dính. Bây giờ thì mình sẽ thử lấy một tờ giấy áp lên má để xem nó có dính không nhá. Đấy, mình nhấn rất là mạnh ý. Mọi người có thể thấy là mình vừa mới tán không lâu đâu, nhưng mà nó đã rất là khô ráo rồi. Đấy nên mình rất thích cái finish của cái này luôn ý. Bây giờ thì mình sẽ make up cái daily make up của mình. Bây giờ nó rất là đơn giản. Mình chỉ có che một chút cường thâm mắt này, chấm một chút vào những cái khuyết điểm. Cái mụn thâm cũ của mình ý, nó đang hơi mờ mờ. Chắc là cái cách mà mình che khuyết điểm như này thì nó sẽ không thể nào bền hay là đẹp đến tối được. Nhưng mà mình lại muốn nó tự nhiên ý. Nên là những dịp nào không quá quan trọng thì mình sẽ chỉ make up như thế này thôi. Với Meet & Greet của mình thì mình đã chuẩn bị cách đây 1 tháng rồi. Và kiểu nó rất là nhiều đầu việc nhỏ ấy. Nên là mình vừa làm mình vừa lo lắng với mọi người, kiểu không biết là mình làm có ổn không, mình làm đúng chưa. Đó là một cái sự kiện mà mình thì chưa bao giờ tổ chức sự kiện cả, nên là mình rất là lo lắng. Thời gian này mọi người thấy mình không ra video make up gì thì cũng đúng mọi người, tại vì đầu mình bây giờ cũng chỉ có Meet & Greet thôi. Mình trong tình trạng lúc nào mình cũng kiểu sốt ruột và lo lắng ý. Và với bút kẻ mày này thì mình sẽ kẻ luôn là vọng mắt giả luôn. Và để trông tươi tắn hơn thì mình sẽ sử dụng má kem. Tại vì mình không dùng phấn cho cả mặt nên là mình chỉ tán má kem thôi cho nó dễ tán. Với son thì mình sẽ sử dụng màu này của Ophelia, nhưng mà nó rất nhạt thôi. Nếu mà tán dày cái màu này nó sẽ hơi bị trầm quá với cái mong muốn của mình bây giờ. Mình đã xong daily makeup lúc ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đi đây mọi người ơi, để thoát khỏi cái bộ móng lởm chởm này. Lại là mình đây, ở phía trước thì mình có nói là mình sẽ đi làm móng đúng không? Nhưng mà đúng ở đầu mình bây giờ không thể nào mà tập trung hoàn toàn là kiểu minh mẫn được ấy. Nên là hôm qua khi mà mình đi làm móng thì mình cũng quên béng mất là mình phải vlog lại. Và mình đã có một bộ móng khác rồi nhưng mà mình không nhớ để quay mọi người ạ. Nên là hôm nay mình phải ở nhà để tiếp tục chuẩn bị cái phần quà còn lại. Đấy, cho mình tử tế hơn rồi. Mình sẽ đeo thêm chiếc kính đi nữa, cho đỏ mặt mình đỡ kinh. Và ban đầu thì tổng số quà mình chuẩn bị cho Meet & Greet chỉ là
50 phần quà thôi, nhưng bây giờ đã lên tới 100 rồi. Để lỡ có các bạn đến đông thì mình vẫn có quà nữa cho các bạn. Tại vì mình cũng rất muốn là các bạn đến và về sẽ có quà chứ không về tay không ấy. Và bên này thì mọi người có thể thấy là các hộp quà ở đây thì đây sẽ là 30 hộp quà special gift. Thì có 30 bạn may mắn hơn một chút được xác nhận mail thì sẽ nhận được những cái quà như thế này. Còn những bạn nào không được xác nhận mail thì mình vẫn có những món quà nhỏ như là soi ở trong cái thùng này. Và mình kể mọi người nghe cái hộp này thì khi mà họ gửi đến nó không phải là cái hộp bên này. Mà mọi người biết là khi họ gửi đến họ sẽ là một cái bì cắt tông ấy. Và mình phải xếp như thế này. Mình là một người rất thích làm cái việc li ti như kiểu là xếp này rồi gắn bạch tay cầm này, mục nơ, mình rất thích kiểu đấy. Nhưng mà làm số lượng 30 hộp thì mình đã bớt thích mọi người ạ. Mình đã xong 27 hộp rồi. Bây giờ mình còn 3 hộp này để hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ xếp nó nhá. Chọn cái này thì mình không biết là nó có để kiểu vừa đồ mình tặng mọi người không. Và đến khi về đến tay nó hơi to mọi người ạ. Nên là mình cảm giác đồ này nó ít hơn ý. Đấy, đây là chiếc hộp cuối cùng trong 30 hộp rồi đây. Mình đã xong 30 hộp quà special gift cho mọi người rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị. Thật ra là ở đây nó chỉ có đủ 20 cái túi thôi. Tại vì ban đầu mình không nghĩ là các bạn đăng ký nhiều thế nên. Để chuẩn bị quà cho các bạn. Tạm thời thì hiện tại chỉ có 20 phần quà nhỏ nhỏ này thôi. Nhưng mà thật sự nó sẽ là 70 phần quà. Chỉ là cái túi mình đặt nó chưa về thì mình đã bị vội. Nên là mình thì chuẩn bị được 20 phần quà trước. Sau khi mà có túi thì mình lại chuẩn bị tiếp mọi người ạ. Nói chung là bây giờ công đoạn nước rất lắm rồi. Những cái này thì chuẩn bị nhanh thôi. Thế là mình đã xong 20 cái túi quà nhỏ nhỏ này rồi. Đây là tổng 30 special gift. Còn đây sẽ là những cái phần quà nhỏ nhỏ bên cạnh. Đấy, mình đã gói được kha khá các món quà rồi. Thời gian chờ đợi túi để mình có thể gói tiếp thì mình sẽ chuẩn bị đi làm những cái việc khác. Bây giờ chắc mình phải đi edit mấy cái video mà hôm đấy sẽ trình chiếu và chuẩn bị những thứ còn lại. Nó không có việc gì to tát cả nhưng nó rất là nhiều đầu việc nhỏ á mọi người. Ok. Hello mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, có nghĩa là ngày mai sẽ là ngày diễn ra cái Meet and Greet của mình. Thật sự thì mình đã gần như là xong hoàn toàn các việc mà mình cần phải làm rồi. Nhưng mà không thể nào mà không lo lắng được mọi người ơi. Và hôm nay thì mình sẽ phải mình qua check địa điểm một lần nữa này, mang đồ qua này. Đồ ở đây là quà mà ngày mai mình sẽ gửi tặng các bạn đến Eric ấy. Và đi công việc một chút. Sáng nay thì mình dùng kem chống nắng rồi, nhưng mà sau vài tiếng thì mình apply lại để mình có thể đi ra ngoài thì mình vẫn dùng kem chống nắng này của Dr. Chi. Tí nữa sau khi đi rửa sân khấu xong thì mình sẽ qua sự kiện tắt đèn của Bu. Thật ra mấy năm là Bu đã gửi lời mời tới cho mình rồi mà năm nào mình cũng bận. Mình biết năm nay mình khá là bận nhưng mình cũng muốn tham gia từ nhiều năm trước rồi. Năm nay mình quyết định nhận lời. Khi mà nhận lời xong thì đọc các thăm like. Thì cái sự kiện vào đúng ngày hôm nay là ngày mà mình đang tất bật với cái Meet and Greet này. Thế nên là mình không tham gia các gian hàng ở đấy được. Mình chỉ qua sự kiện một chút rồi đi thôi. Không nghĩ là nó vào đúng cái thời gian mình tổ chức Meet and Greet này. Rồi mình sẽ tán má. Tại sao mình lại tán má phấn sau khi fusion? Có thể nó sẽ hơi khó tán một chút nhưng mà mình vẫn có thể kiểm soát được. Và cộng thêm cái việc là mình muốn phủ phấn lên cái phần má để cho đeo khẩu trang này nó sẽ không dây cái màu má ra. Nếu bạn nào make up chưa quen tay thì cái việc phủ phấn trên cái lớp nền nó hơi ướt như này thì nó sẽ hơi khó. Để kể một chút động mắt.
Trời, bây giờ mình bị lợm bọng mắt rồi mọi người ơi. Lượt nữa. Bây giờ mình sẽ mang hai cái thùng quà tới địa điểm trước. Thì bây giờ mình cho mọi người xem qua một thùng. Đây là một trong hai thùng. Rất nhiều đó mọi người ơi. Nó to như này. Và hai thùng như này. Tại vì ngày mai xe cũng chỉ để chở 5 người rồi. Hết chỗ để chở đồ. Đây là hôm nay mình phải mang tới. Và bây giờ mình phải mang xuống rồi cho anh ship mang đến chỗ địa điểm. Và mình sẽ đến đấy luôn. Double and double over more, you know what I'm saying? Yeah. All right, so. Đây nha, từ từ. Ừ, không, tính cái phần này, anh này xem này, anh tính phần này chưa? Phần nào? Đây, phần này. Mình tính cái này hết rồi. Đây, 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 đang tính, đây là 4 hàng không, nhìn đi. Đây là 4 hàng này, đúng chưa? 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50. Nhưng mà có thể là sẽ đông hơn nên là phải sắp xếp lại. Ôi, các vị khách đông thật đấy. Ui đông. Chính xác, chính là cái reaction của mọi người. Vâng, cảm ơn các bạn. Của Lucas thì có lẽ không còn xa lạ gì với thời chồng chúng ta vừa theo dõi trên video rồi. Xin chào mọi người, mình là Linh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình. Kèm tiếng vỗ tay như thế này đúng không ạ? Double and double over more, you know what I'm saying? Yeah, I saw. Mình đã duyệt chương trình xong và gọi là gì, đi tổng quan mọi thứ đã hòm hòm rồi. Và bây giờ bọn mình sẽ đi về đây, đi có việc bây giờ. Was part knew it from the start you'd be the one I'm pushing cars with in the supermarket, you know I love the star shit. Took you to my crib, eating ackee and some sawfish, breakfast in the morning making waffles and some sausage. Girl, you blow my mind like a Nintendo game cartridge. And when I'm not around, yeah, I think about you often. Sometimes I need my space cause I don't like the fall shit. Took you on vacation, had you swimming with the dolphins, living in a barrel, now we got our own apartment. Used to be scared that some probably walking like oh shit, like, planting flowers in your garden. I know y'all told you one day we'll be ballin', yeah. Other girls they be swarming. I'm just trying to make sure that you all in. So tell me if you want it, yeah. Tell me if you want this, yeah. Tell me if you want it. Tell me if you want this, yeah. Tell me if you want it, yeah. Tell me if you want this. Yeah. From prom dates to calm days to trips that last a lifetime, to being on and off, feel like we really trying to buy time. From sneaking round state to state, driving in them white lines, to sharing our own bed, sleeping with you at the nighttime. Roof over our heads, you the queen inside this kingdom. Cooking with you in the kitchen, our song, come on. Then we... Hello mọi người ơi, mình đã về đến nhà rồi. Và rất thích cảm giác này sau một ngày rất là nhiều việc. Thì mình được tẩy trang này, tắm rửa sạch sẽ và lên giường nghỉ ngơi. Make up thì xinh thì cũng thích, nhưng mà khi mà tẩy trang xong thì mình cũng rất thích mọi người ạ. Kiểu cảm giác rất là thoải mái, kiểu relax. Và ở phía trước video thì mình có giới thiệu mọi người cái tẩy trang và sữa rửa mặt của Dr. G. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng và review kỹ hơn cho mọi người. Tại vì phía trước thì mình mới sử dụng kem chống nắng thôi. PS Cleansing Water là dòng nước tẩy trang cho da nhạy cảm này, thành phần dịu nhẹ, sạch dâu và theo thông tin của hãng đã được thử nghiệm lâm sàng là hoàn toàn không gây kích ứng và gồm 10 loại hyaluronic acid giúp da ẩm và mềm mịn. Cái nước tẩy trang này thì mình sẽ thường dùng vào những ngày mà chỉ dùng kem chống nắng hay là make up nhẹ, và những cái hôm mà make up đậm hoặc layout khó tẩy, những cái sản phẩm waterproof nó nhiều hơn thì mình phải sử dụng lớp dầu trước. Sau đấy thì dùng tẩy trang nước thì nó sẽ rất sạch và nó sẽ an toàn cho những đứa dùng tẩy trang dầu mà sợ breakout như mình, tại vì mình bị một lần rồi. Cho mọi người xem nhé, là cái sản phẩm này nó là nước, không tẩy được hoàn toàn những cái sản phẩm waterproof đâu, nhưng mà nó vẫn tẩy được mọi người ạ. Chỉ là nó sẽ hơi khó và hơi lâu một tí. Mình vẫn đang cố gắng tẩy cái mascara waterproof này bằng
nước tẩy trang đấy mọi người, để cho mọi người xem cái hiệu quả của nó luôn. Mi yếu hay là sợ rụng mi thì mình vẫn khuyên là mình sẽ dùng những cái sản phẩm tẩy mascara riêng để tránh tác động mạnh vào mi quá nhiều. Đây là chiếc bông thứ tư. Mình thấy là cái mascara nó vẫn hơi còn một chút ý, tại vì cái tẩy trang nước này đúng là không thể nào mà sạch hoàn toàn được những cái waterproof, nên là mình vẫn phải lấy một cái tẩy trang chuyên dụng ra để tẩy sạch hoàn toàn. Nhưng mình thấy là với tẩy trang nước mà nó tẩy được mascara waterproof như này thì là đã rất là sạch rồi. Và mình đã tẩy trang xong, da của mình vẫn khá là mềm và không kiểu bị khô căng dính nữa, mọi người có thể thấy nó rất là bóng ấy. Và sản phẩm thứ ba ở nhà Dr. Chi thì chính là gel rửa mặt. Thời gian gần đây thì mình phát hiện ra mình hợp sữa rửa mặt dạng gel. Cái sữa rửa mặt này nó có công thức tạo bọt mịn đặc biệt để tránh không gây trà sát lên da của mình quá nhiều, và đặc biệt là những cái vùng da nhạy cảm. VS Cleansing Gel Form là gel rửa mặt tạo bọt phù hợp cho da nhạy cảm, làm sạch sâu nhưng vẫn tăng cường độ ẩm, và cũng như tẩy trang thì cũng được thử nghiệm lâm sàng là hoàn toàn không gây kích ứng. Thành phần có 3 loại vi lợi khuẩn giúp làm mềm da, duy trì độ pH và giảm kích ứng tối đa. Những cái lần đầu tiên mình sử dụng cái sữa rửa mặt này thì mình thấy cái mùi nó hơi không thích một chút, nhưng mà sử dụng quen thì thấy không vấn đề gì cả, gần như là không có mùi luôn, nên mình bỏ qua cái vấn đề mùi đấy luôn. Và đặc biệt một cái đấy chính là mình được test cái sữa rửa mặt này vào những ngày rất rất khô ở Hà Nội, thì cảm nhận khá là chính xác, đấy chính là những ngày Hà Nội khô như thế, rất là hay luôn ý. Mà khi sử dụng xong thì da mình không bị khô cong đâu, rất là dễ chịu, vẫn có cái độ mềm nhất định. Ngày trước thì mình hay bắt gặp những cái sữa rửa mặt dạng gel nó hơi khó để rửa sạch ý, nó sẽ cảm giác hơi nhờn dính lên da, nhưng cái này thì không mọi người ạ, rửa đi rất dễ dàng và không có cái cảm giác là nhờn nhờn hay là dính trên da đâu. Nên là ở phía trước mình có nói là mình đang rất là ưng cái bộ ba cái sản phẩm này. Đấy, và quên mất là nếu những bạn nào thích sản phẩm của Dr. Chi, ví dụ như là kem chống nắng này, hay là nước tẩy trang, hay là sữa rửa mặt, thì mình có để thông tin ở bên dưới. Nếu mọi người quan tâm thì nhấn vào link ở bên dưới nha. Và bây giờ là 00:27 giờ sang ngày mới rồi. Mình đang rất lo cho ngày mai mọi người ạ. Và mình mong là mọi thứ ngày mai sẽ thuận lợi, và mình mong là sẽ có một buổi thật là vui với các bạn. Và bây giờ mình sẽ xây tóc và đi ngủ sớm để mai có thể có một tinh thần thật là vui vẻ và khỏe để chơi với các bạn đến cuối buổi được. Và bây giờ mình sẽ bye bye mọi người tại đây. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và mong là mọi người sẽ thích vlog này và cùng đón chờ vlog Meet and Greet của mình ở phía sau nha. Và bye bye mọi người.